Vâng, em Loan ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương. Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị các bạn nhé. Thì trong buổi chiều hôm nay em lại giới thiệu cho anh chị các bạn xem một mẫu xe nữa. Đó chính là mẫu xe Kia Seato. Một cái mẫu xe khá là đẹp luôn, sản xuất năm 2010. Với chiếc xe này thì em đang chào bán cho anh chị các bạn với giá là 285 triệu đồng. Một chiếc xe rất đẹp luôn, xe tên tư nhân. Xe này thì là một mẫu xe khá là đẹp, màu cũng rất là hợp lý để cho anh chị các bạn mua về sử dụng đi chạy dịch vụ xe hoa. Với cái form dáng này, đấy, mang biển số 36. Với chiếc xe này thì em cam kết cho anh chị các bạn là xe đẹp luôn, không lỗi, không đâm xô tai nạn, không ngập nước gì anh chị nhé. Thế nên anh chị các bạn yên tâm đến trực tiếp tại cửa hàng em để xem xe và chạy thử cái mẫu xe này, là đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và quý anh chị các bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng xe này, nếu mà không tiện qua xem xe, khách ở khu vực Sài Gòn nhé, có thể chốt qua số điện thoại của em là 0976 08169, gọi điện qua số điện thoại của em sẽ hướng dẫn thủ tục mua bán cho anh chị các bạn với cái thủ tục là nhanh nhất và đơn giản nhất anh chị nhé. Đấy, về ngoại thất của mẫu xe này đây, một mẫu xe màu trắng sứ rất đẹp luôn. Cái xe này thì không có hề có chạy dịch vụ taxi gì anh chị nhé, không chạy dịch vụ taxi đâu, xe tên tư nhân. Đó, một mẫu xe cực đẹp, la răng đúc, xe trang bị đầy đủ màn hình cam mùi nhá. Thất của mẫu xe này đây, em đi một vòng cho anh chị nhé, để anh chị các bạn tham khảo qua một chút. Đấy, giá 285 triệu đồng sở hữu ngay một mẫu xe Kia Seato sản xuất năm 2010, một mẫu xe tên tư nhân. Đó, một cái dòng xe sedan, cái dòng này thì rất thích hợp cho anh chị các bạn mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ xe hoa. Một cái chiếc xe form dáng đẹp này. Đấy, form dáng rất đẹp luôn. Đây, xe trang bị đầy đủ màn hình cam lùi nhá. Đây. Đấy, cam lùi đầy đủ đây. Kia. Bán xe em ơi. Dạ vâng. Đấy, một cái mẫu xe màu trắng này rất đẹp luôn nhá. Đấy, xe đã được chủ xe dán hết những cái kính chống nắng chống lóa rồi nhá. Đấy, một mẫu xe thì về hoàn toàn là sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì nữa. Đây là cái phần đèn, cụm đèn đây, đèn đã được ốp lên chrome đây, ốp mạ chrome đây để tránh hiện tượng va quẹt vào đèn này. Đấy, đấy là ngoại thất của cái mẫu xe này. Và bước vào cái phần nội thất của cái mẫu xe Kia Seato đây. Đấy, xe thì em cam kết là xe không lỗi nhá, và keo chỉ zin này. Đấy, keo chỉ chiếc xe này thì zin luôn. Thì với cái giá 285 triệu đồng cùng cái phân khúc những cái dòng xe giá tầm tiền 300 triệu đồng đổ lại, thì anh chị các bạn muốn chạy dịch vụ xe hoa thì đây chính là một chiếc xe khá là thích hợp cho anh chị các bạn mua về sử dụng này. Đó, gương kính chỉnh điện, các chức năng trên chiếc xe này vận hành hoàn toàn bình thường, ổn định nhá. Đây, trần đây, trần thì được bọc thêm một cái trần da bên trên nhá, để đỡ bẩn cái phần nỉ bên trên này, bên trong này. Đây, vô lăng nhìn rất đẹp luôn này. Xe này là xe gia đình thôi nhá anh chị nhá, không chạy dịch vụ taxi gì. Đó, xe đầy đủ này, xe trang bị đầy đủ túi khí này, màn hình này, cam lùi này. Đó, về mặt táp lô đây. Đấy, mặt táp lô rất đẹp luôn, không hề có hiện tượng khoan đục nhá anh chị nhá. Một mẫu xe mà hoàn toàn là về sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì ở mẫu xe này nữa. Thì anh chị các bạn nếu mà muốn sở hữu dòng xe này thì gần có thể đến trực tiếp tại cửa hàng là đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để xem xe. Đấy, xa thì anh chị các bạn không qua được thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em để được tư vấn cái thủ tục mua bán nhé. Đấy, xe rất đẹp luôn, nội thất mới luôn. Đấy, nội thất hoàn toàn, nội thất mới chị nhá. Em sẽ quay cho anh chị các bạn xem cái hệ thống khoang máy nhá. Cái mẫu xe Kia Seato này. Đây. Đấy, xe trang bị đầy đủ màn hình này. Màn hình DVD anh chị nhá. Rất đẹp luôn phải không ạ? Một ngày đẹp mãi, tình đến rồi.
đây vừa cái hệ thống khoang máy của chiếc kia xe ô tô này, chị nhìn này. Đấy, một mẫu xe hoàn toàn bố mẹ trắng nguyên bản nhá. Đó, xe trắng nguyên bản luôn này. Máy zin đấy chị nhá. Đó, máy nổ rất êm luôn, không hề có sự là không giật hay là bị chảy dầu nhớt gì ở cái xe này. Xe thì cam kết điều rằng không có động cơ tai nạn một chút gì. Quay sát cho chị các bạn để nghe cái con máy này nhá. Đây, cái phần lắp chi tiết này. Đấy, rất là thẳng luôn, không hề có sự bóp méo gì. Đây về cái phần lắp cabo đây. Keo chỉ lắp cabo vẫn còn nguyên nhá. Anh chị này. Đó, keo chỉ lắp cabo này. Không hề có mất keo chỉ gì hết. Đấy, một chiếc xe thì một chiếc xe tư nhân khá đẹp. Đấy, giá thì 285 triệu đồng bao sơ cho anh chị các bạn trên toàn quốc. Thì nếu anh chị các bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu dòng xe này nhá, liên hệ qua số điện thoại của em là 0976 08169 để được sở hữu. Và lần đầu tiên anh chị các bạn xem video clip của em thì nhớ ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất lên thường xuyên trong ngày. Và rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh mua bán được cũ kèm loan trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video tiếp theo ạ.